yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người đổi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chết đi là khi vui sống muôn vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi đường, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và Thánh Linh của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chị em. Xin Chúa làm phép như thầy của ông Giuse Trần Văn Ban với Đức Thánh nhắc nhở bí tích thánh tẩy. Như Thánh Phaolô biết, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người, và chúng ta đã cùng việc mai táng với người để như Đức Kitô nhờ đến hiện Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì tất cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hiệp nhất với người trong sự sống làm như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tới Chúa là Giuse đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cho tôi tới Chúa cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô làm lễ.
Khi vị Chúa mới thăng ngôi sự trên và ban cho chúng con sự sống muôn đời, hôm nay chúng con cầu nguyện cho linh hồn Giuse Trần Văn Bang, người tin hiệu Chúa là người anh em của chúng con, đã cùng ăn chân với Đức Giêsu, con một Chúa, nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại. Chúa cũng sẽ cho linh hồn Giuse được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse Trần Văn Bang được chia sẻ vinh quang với Đức đã từ coi chết sống lại, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa thăng thần lên muôn thuở muôn đời. Amen.
Matthew: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Tại vì ông ba đây
khi còn sống phải nói là ông rất là một người, phải nói một người ít nói, ít nói. Và ông chỉ biết một cái quan trọng của đời sống của ông là hy sinh tất cả cho gia đình, tất cả cho gia đình. Làm sao cho con cháu hạnh phúc, làm sao cho con cháu biết đạo là gì, đời sống của người là gì, tình thương là gì, hy sinh là gì, và tha thứ là gì. Tại vì là khi mà ông còn ngồi mà nói chuyện mà cãi lộn ai á, mà ông biết lỗi là ông phải ông xin lỗi liền. Đời sống của chúng ta khi mà nói xin lỗi là một cái sự nhục nhã. Tại vì cái chúng tôi quá cao, chúng ta không biết xin lỗi là gì. Nó làm cho có những người mang tên của chúng đó, mà hôm qua là khi làm cái gì sai thì ông xin lỗi mọi người liền. Tại vì đời sống của ông đó là đời sống của ông rất là rất là thẳng thắn, mà phải nói là đời sống rất là bảo vệ gia đình. Đem con cái qua đây để lo cho con cái có nơi chỗ ở ăn ở, để đi xin cho con cái hết mình, để con cái lớn khôn. Những như người ta là già trong bậc phụ là con, mà không phải bao bụng không được, phải hy sinh hàng ngày để lo bữa cơm bữa ăn cho con cái. Mà trong đời sống của người của chúng ta cũng vậy. Cái gì quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta, mà cái gì quý nhất trong đời sống của chúng ta, ông bà cha mẹ con, có phải là cái mái ấm trong gia đình của chúng ta là cái món quà quý nhất là Chúa đã ban cho chúng ta, phải không? Hay là chúng ta chỉ thích ra ngoài để kiếm tiền của cải theo thời gian, theo thế gian, để cho chúng ta nổi bật lên? Hay là trong gia đình của chúng ta là cái quà quý nhất? Và Chúa ông ban đã nhìn thấy cái món quà Chúa ban cho là chính là gia đình của ông. Thế gian làm gì thì làm, mà ông biết là luôn luôn bảo vệ cho con cháu, luôn luôn hy sinh hết mình cho con cháu, dạy dỗ, dạy dỗ con cháu cho nên người. Mà không biết khi mà ông bị cái nhà thương, anh em lúc nào cũng chia nhau để coi thăm bố, để nhìn nhiều bố. Anh em lúc nào cũng đoàn kết với nhau, lúc nào cũng biết hy sinh cho bố hay là cho ông. Đời sống của chúng ta sống đó là một cái mái ấm, mà đó là một cái hồng ân, và đó là một cái ơn cứu độ Ngài đã ban cho ngôi nhà bé nhỏ. Và ngôi nhà bé nhỏ đó phải có sự hy sinh, phải có sự cầu nguyện, phải có sự đoàn kết, hợp nhất với nhau thì chúng ta mới có ơn cứu độ đó. Như vậy hôm nay chúng ta cùng học đây là lễ phục sinh cho bạn. Tại vì ông đã chia sẻ, ông đã cho đến tất cả những gì Chúa đã ban cho ông. Ông đã hy sinh tất cả những gì Chúa đã ban cho ông, trao đồ cho con cháu. Ông bà cho em những con, khi chúng ta sinh ra, trong bàn tay chúng ta có những cái gì? Có phải khi chúng ta sinh ra, trong bàn tay của chúng ta là bàn tay trắng, phải không? Mà khi chúng ta chết, ông bà cho em thử nghĩ là khi chúng ta chết, chúng ta có đem cái gì được không trong đời sống của chúng ta không? Có đem của cái được không? Có phải khi chúng ta chết, bàn tay của chúng ta trong vắng phải không? Sống làm sao khi chúng ta biết kinh nghiệm, khi chúng ta khi lễ ăn táng,
kỷ trong nhà thờ cầu nguyện không? Đó mới là quan trọng. Đó mới là cái tình thương. Đó mới là sự hy sinh. Mà đó chính là ông ban cầm được đi. Mới ông là cái tình thương nơi bà con anh em bạn bè, là cái sự cầu nguyện nơi anh em để đem lên cho Chúa cái món quà, cái tình thương nơi anh em đã hy sinh ở đây để cầu nguyện cho. Không có món quà nào quý hơn là món quà tất cả mọi người hiện diện trong căn đường nhỏ bé này để cầu nguyện cho linh hồn của xe. Tại vì trong đời sống của chúng ta ai cũng làm lỗi lầm. Như vậy ông ba muốn cho nhất là con cháu bà con hãy tha những cái gì ông ấy làm sai, hãy cầu nguyện cho ông để được đẹp lòng Chúa. Tại vì con biết là đời sống con mà ông làm lần thưa rất là lâu, mà trong lần thưa con biết là ông suy nghĩ đời sống nhà con để nhìn trong tâm lòng có được của cải, được gì, được đẹp lòng Chúa. Được sự mọi người cầu nguyện để nhìn xin Chúa tha những cái tội lỗi con người phía cuối để nhìn để ông ban được. Cũng như là trong cái khi Chúa Giêsu trên thập giá dạng, có hai người chồng, một người chồng là chỉ nói một câu đơn sơ, mẹ tôi xin ngài nhớ đến con. Một câu đơn sơ thôi mà Chúa đã nước ngày hôm nay con đến đây. Không cần suy nghĩ câu nào. Thì hôm nay chúng ta, mọi người chúng ta cùng họp ở đây, chúng ta cũng tin rằng khi người thân yêu của chúng ta đã lên một chiếc xe, trước khi nhắm mắt cũng nói là lạy ngài, con là người tội lỗi, con không dám, xin ngài ban bảo cho em. Chúa Giêsu của chúng ta đầy lòng tình thương. Chúa Giêsu nói là cái món quà là gia đình mà ngươi đã có mất tốt đẹp, gìn giữ tốt đẹp, hy sinh. Thì chúng ta gặp chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói, ông Giuse, ngày hôm nay con với chúng ta, chúng ta dọn cho một nơi tràn đầy tình thương, một nơi ấm cúng, một nơi mà tiền tài dọn sẵn. Đó là nơi tìm được tình cảm. Như vậy hôm nay mỗi người của chúng ta cũng vậy, không phải cầu nguyện đặc biệt cầu nguyện cho một xe mà cầu nguyện cho đại gia đình. Xin Chúa luôn ban cho đại gia đình được sự và được ấm cúng và gìn giữ. Đó là cái lời ấm cúng nhất, đó là cái lời ngọt ngào nhất là chúng ta phó thác lên cho Chúa. Thì mọi người hôm nay chúng ta có bản tiền như vậy, Chúa dọn sẵn cho chúng ta bản tiền, chúng ta hợp với nhau, tu họp với nhau để chúng ta cảm tạ cho nhau. Và chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta đây một nơi nghỉ yên lặng trong ngày Chúa.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ khỏi chết và đang gửi lên Đức Chúa Cha để cầu bầu cho giáo hội của Ngài, với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ bắn khoe những ai tin khám vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta dâng lên lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin vì lòng từ bi hay thương xót và gia mong quý chủ của Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria thì sát trên trời, mà thương vớt phần phạt và tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Giuse đã cho phạt vì yếu đuối của con người, để linh hồn Giuse được hưởng niềm vui chung thánh nhân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn đau, khi phải xa cách người thân yêu là linh hồn Giuse, và thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin qua cách sống và mọi người của từng thành viên trong đàn gia chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ tình thương quan phòng của Chúa, xin Chúa ban tràn đầy lòng mình trên quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã vì tình mến mà bao bọc lấy linh hồn Giuse và yêu thương an ủi tan quý chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và sau hết, xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin hằng thị uy tín và những ước vọng thầm kín của mỗi tâm hồn đang khao khát dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, là nương đầu và là sức mạnh của chúng con, Ngài đã nghe tiếng khóc than của dân Ngài. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện cho người thân của chúng con là linh hồn Giuse vừa mới qua đời. Xin thân thấy tội lỗi của họ và xin ban cho họ sự no đủ của ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
hay rằng người cũng là vì vọng pháp quan dung, người hàng xóm và hiền tri muôn đời. Lạy Chúa,
Xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Daniel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tới Chúa là ông Giuse, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho ông đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý của chúng con đã hy trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào luồng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse Bạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa dẫn Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhiều người với người và trong người mà mọi dân dữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Phần lời Chúa cũng lên và tha lời người dạy chúng ta ra nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa và mọi sự dư, xin ban thân cho những kẻ chúng con đang trong đường bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn không mọi biên hoan. Đã khi chúng con có người niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Linh hồn về khi được là linh quan là của Chúa đến. Xin đừng cho tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin ban ơn ban cho hội thánh được bình an, tổng chân ta ban đi Chúa, Chúa hạ sông và hiền trì muôn đời. Amen. Nhân của Chúa hạ ở cùng tất cả anh chị em. Đây trên Thiên Chúa đã đưa cho tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng nên
ta. Lạy Chúa, Đức Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con đinh tin thân tay để đảm đương được đi đường, giúp chúng con đã được xuất tiên về nhà Chúa, hương chi giờ đây đinh tin này cho người hắn. Em của chúng con là linh hồn Giuse được vào nước Chúa giữ kiểu vui muôn đời. Chúng con cầu xin những Giêsu Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cha thánh sứ Saint Christopher Giuse Aleto, kính thưa quý cha đại tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý vị hội đồng mục vụ, các đoàn thể ban
Thưa bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, ca đoàn Catalina, đoàn thiếu nhi thánh thể Saint Christopher, đoàn thiếu nhi thánh thể giáo sư Đức Mẹ Đạo Đức. Kính thưa quý thân bằng quyết thuộc, bạn hữu xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đại diện cho Tam Quyến, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha cùng toàn thể quý vị đã cầu nguyện và hiệp dân thánh lễ an táng để cầu cho linh hồn du xe Trần Văn Ba, để xin Thiên Chúa là Cha toàn năng sớm đưa linh hồn du xe về tôn nhan Chúa trên trời. Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, trong lúc chúng con buồn phiền vì đã mất đi người thân yêu của chúng con, thì được quý cha và quý vị thăm hỏi, chia buồn và nâng đỡ, đó là điều an ủi mà quý cha và quý vị đã dành cho Tam Quyến chúng con. Trước khi đi hài người qua cố đến nghĩa trang sau Phật, địa chỉ 1310 North Main Village để ăn giấc ngàn thu. Nếu còn vướng mắc hoặc là mất lòng đến ai trong lúc sinh thời, thay mặt cho người thân của chúng con, xin mọi người rộng lòng tha thứ để người quá cố được nghỉ yên muôn đời, và xin được từ biệt quý cha cùng toàn thể quý vị. Cũng xin quý cha cùng toàn thể quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn du xe trong lúc tang ra cha vô lỗi có điều gì sơ sót, kính xin quý cha cùng toàn thể quý vị nhận định tha thứ. Xin tăng gia. Tăng gia chúng con xin đồng bái tạ xin chư Phật. Thank you.
Lạy Chúa, chúng con xin phó thác linh hồn Chúa sẽ cho Chúa. Linh hồn này ra khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hướng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái